Trên màn hình anh chị và các bạn là giá dầu tính theo nến là nến ngày. Nhiều anh chị và các bạn hỏi rằng là giá mục tiêu của giá dầu trong thời gian sắp tới là bao nhiêu. Thì ứng dụng các cái mô hình về cái việc đó là xây dựng các cái mô hình để có thể dự báo được cái giá dầu. Thì Thắng xin được xây dựng cái mô hình theo cái hình gọi là tam giác. Thì theo cái những gì mà anh chị và các bạn đã biết trước đó thì cái mô hình tam giác của giá dầu thì đây hiện nay là nó đang như này. Đang sẽ đổi cái nến này nó thành nhỏ hơn một tí để chị thấy. Đây mục tiêu mô hình của nó là như nó đang hình thành như thế này. Đấy. Cái mô hình này á, là gì? Là tam giác hướng lên. Nó hướng lên tức là cái lực cho thấy là cái sức cầu lực cầu vào cái giá dầu là nó là khá là mạnh. Nó được được xếp vào cái dòng là mạnh. Thì cái mục tiêu của nó sẽ bằng một cái cạnh mà màu màu đỏ đây anh chị bạn. Thì cái này anh chị bạn có thể tham khảo thêm về các cái mô hình tam giác, mô hình tam giác đây. Đây này, mô hình tam giác. Mô hình tam giác trong chứng khoán ấy. Này. Thì anh chị bạn sẽ nhìn thấy được các cái mô hình như thế. Đó. Anh chị bạn có thể đọc thêm, nghiên cứu thêm về các cái mô hình tam giác trong trong chứng khoán mà dự báo các cái mục tiêu. Thì đọc thêm, tuy nhiên thì Thắng không không chia sẻ trong cái buổi hôm nay, và Thắng cũng nói luôn để chia sẻ bên chị và bạn luôn là cái mục tiêu của nó theo cái mô hình này thì nó sẽ bằng cái cạnh này. Bằng cái cạnh này thì chúng ta chỉ việc copy cái cạnh này ra thôi. Đây đó, cần copy đâu nhỉ, copy cái cạnh này ra này, nó cái phần copy nó nằm ở đâu hả, không nhìn thấy phần copy nó nằm đâu. Thì chúng ta sẽ thấy là cái cạnh này nó là từ 54 mà lên tới cái vị trí bên trên của nó đây là 66, tức là 12 giá. 12 giá thì ta cũng chỉ cần kéo cái cạnh này lên từ cái mục tiêu này lên 12 giá. Lên 12 giá thì từ vùng 67 12 giá là thành 80. Đây các bạn, đây 80. Mục tiêu giá của giá dầu là như vậy, và nó có thể đi lên luôn hoặc là nó có thể là di chuyển như trên cái chỗ khi mà vượt cái cạnh trên này thì nó sẽ lên vùng 80. Thì đó là cái mục tiêu của giá dầu trong thời gian sắp tới, và nhiều những cái tín hiệu cho thấy là cái mục tiêu này là nó khá là phù hợp, khá là phù hợp ở cái vùng giá 80, trong đâu đó nó cũng nhanh thôi, đến 15 tháng 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 tháng, tháng 6 này thôi, 15 16 tháng 6 này thôi. Đây hôm nay là mùng 2 tháng 6, mục tiêu nó sẽ đạt sớm thôi, thậm chí nó còn đạt sớm hơn cả cái lúc 15 tháng 6 luôn. Đấy. Đó là những cái mục tiêu mà có thể anh chị và các bạn có thể quan sát thấy được. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian cho cái video ngắn như thế này. Hy vọng là nó hữu ích.